nguyên con cá tra nặng 4 kg. Đóng kênh vô cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ khứa cá ra từng khúc nha, để tí nữa mình nấu á. Cho hết rồi để nó sôi thì một lần nữa mình sẽ thả vô thơm cho nha. Đó là một cách hành, một cách tỏi mình phi á, mình bỏ vô cho nó thơm nha. Sau đó là mình cho vô nồi canh luôn nha. Baby.
Các bạn ơi, cảm ơn các bạn.